Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Chiêm Tinh Radio và mình là Thu Anh, DJ tại radio này. Chiêm Tinh Radio là một chuyên mục được mình đăng trên kênh cửa tiệm Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn, với mục đích là nói về vấn đề liên quan đến bản đồ sao, chiêm tinh, lá số, rồi diễn giải nghiệp quả của 12 cung mộc, 12 cung hoàng đạo và kiến thức về 12 nhà cũng như các hành tinh. Tập ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục series về tình yêu của cung mộc kim ngưu. Hôm nay sẽ cùng nói về mộc kim ngưu và ba cung nhóm khí là song tử, thiên bình và bảo bình. Trước khi vào với nội dung ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng hoặc học tarot 1-1 với mình qua fanpage Tự học tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm Tinh Cổ Học, hoặc là đặt mua đá thanh anh vật phẩm phong thủy qua fanpage tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả nhé. Và ngoài ra là bạn nào mà muốn tìm hiểu về gói vận hạn năm 2023 thì có thể liên hệ với mình qua tất cả các fanpage. Rồi, đầu tiên chúng mình sẽ cùng nói về mộc kim ngưu với mộc song tử đi. Kim tinh là hành tinh cai quản kim ngưu, vốn là có mối quan hệ tốt với thủy tinh, hành tinh cai quản song tử, thế nên là cặp đôi này sẽ mang đến nhiều năng lượng tốt, có sự thu hút hài hòa, hòa hợp với nhau ngay từ những lần đầu tiếp xúc. Và song tử thì là quý nhân của kim ngưu, mang đến may mắn cho kim ngưu. Kim ngưu thì giúp song tử tận hưởng cuộc sống, mở mang đầu óc, du lịch. Tuy nhiên song tử có thể tốn tiền cho kim ngưu, nhưng bản thân song tử có thể thấy số tiền đó là xứng đáng. Ví dụ tốn tiền để đưa kim ngưu đi chơi, để giúp kim ngưu tận hưởng cuộc sống. Chuyện chăn gối cũng khá là hòa hợp, bởi vì đây là một mối quan hệ 2-12, tức là song tử là cung số 2 tính từ kim ngưu và kim ngưu là cung số 12 tính từ song tử. Thế thì đối với song tử mà nói thì trong chuyện giường chiếu với 12 cung mộc thì chuyện giường chiếu với mộc kim ngưu là viên mãn nhất, thích nhất, hòa hợp nhất. Đó. Và kim ngưu là vốn là cung mang năng lượng nữ tính, song tử mang năng lượng nam tính, thế nên sự kết hợp này mang đến cái sự bù trừ hoàn hảo âm dương, cân bằng âm dương, cân bằng năng lượng nam nữ. Có chăng thì cái sự thất thường và nông nổi, cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn thử của song tử có thể sẽ khiến một kim ngưu thường thực tế thích ổn định, cảm thấy mệt mỏi. Đó. Và thật ra thì song tử là một trong những cung hoàng đạo không chung thủy lắm. Có thể nói là trăng hoa bậc nhất trong 12 cung mộc, trong khi mộc kim ngưu lại là mộc ổn định và rất là trung thủy. Thế nên sự kết hợp này có thể sẽ khiến cho mộc kim ngưu cảm thấy ghen tuông, hoặc là mang đến nhiều xung đột tiềm tàng cho hai bạn. Tiếp theo là mộc kim ngưu với mộc thiên bình. Thì cả hai cung đều được cai quản bởi hành tinh kim tinh, thế nên là mối quan hệ khá hòa hợp, ít nhất là trong thời gian đầu. Nếu cặp đôi này kết hôn thì thiên bình có thể là kẻ thù từ kiếp trước của kim ngưu, bởi vì thiên bình sẽ mang đến bệnh tật, kiện tụng và nợ nần cho mộc kim ngưu. Còn kim ngưu thì mang đến sự kiện đột ngột, tai nạn, biến cố thất thường cho thiên bình. Đấy, bởi vì đây là một mối quan hệ 6-8, tức là thiên bình là cung số 6 tính từ kim ngưu và kim ngưu là cung số 8 tính từ thiên bình. Và tất cả các mối quan hệ 6-8 thì thường là sẽ đem đến nghiệp quả, bệnh tật, tai nạn và có thể là kẻ thù từ kiếp trước của nhau. Kim ngưu mang năng lượng nữ tính, thiên bình thì nam tính, âm dương bù trừ, nên là nếu mà cả hai cùng cố gắng giải quyết thì thật ra vẫn giải quyết được. Thật ra thì mọi sự tương hợp giữa tất cả các cung mộc nó đều dựa trên mức độ trưởng thành và chín chắn của người trong cuộc. Tuy nhiên là cái phần radio này thì sẽ cho các bạn biết là có một số mộc đến với nhau sẽ kích hoạt những điều tốt, phước lành, may mắn, quý nhân, nhưng một số mộc sẽ đến và kích hoạt điều xấu. Thì tại sao lại như thế là do nghiệp quả thôi. Và bạn nào tìm hiểu kỹ về chiêm tinh sẽ biết. Rồi, tiếp theo là mộc kim ngưu và mộc bảo bình. Đây là một mối quan hệ tương trợ lẫn nhau. Khi yêu đương lâu dài hoặc kết hôn nha, thì sẽ giúp cho sự nghiệp của cả hai bên được cải thiện đáng kể, trở thành cặp đôi quyền lực và thành công trong mắt mọi người. Kim tinh chủ quản kim ngưu và thổ tinh là chủ quản bảo bình.
là bạn bè tốt của nhau nên hai cung cũng rất là dễ hòa hợp với nhau. Chưa kể Kim Ngưu mang năng lượng nữ tính, Bảo Bình nam tính nên sẽ bù trừ được cho nhau, cân bằng với nhau. Tuy nhiên về khía cạnh tinh thần hay lãng mạn, cảm xúc lãng mạn thì không hòa hợp lắm. Bảo Bình thì sẽ cảm thấy an toàn khi ở cạnh một Kim Ngưu ổn định vững vàng. Ngược lại, Kim Ngưu có thể ưa thích danh tiếng địa vị của Bảo Bình. Trong mối quan hệ này thì Bảo Bình thường có xuất thân danh giá hoặc địa vị cao hơn Kim Ngưu. Cả hai hợp làm đối tác làm ăn hơn là yêu đương lãng mạn. Và nếu kết hôn thì sẽ kết hôn vì lý do khác thay vì tình cảm thuần túy. Đấy, dù sao thì cặp đôi này cũng có sự hòa hợp cao. Dù là hôn nhân xã giao đi chăng nữa thì cũng sẽ mang đến sự lâu bền. Tức là Kim Ngưu và Bảo Bình á, là vốn là thuộc mối quan hệ 4-10. Tức là Bảo Bình là cung số 10 tính từ Kim Ngưu và Kim Ngưu là cung số 4 tính từ Bảo Bình. Mối quan hệ 4-10 thì luôn đem đến cho nhau cái vẻ ngoài này, hay là sự ngưỡng mộ đến từ người xung quanh, đến từ người ngoài. Những bạn biết là sẽ có những cái cặp đôi á, mà người ngoài nhìn vào, ồ đây là một cặp đôi trai tài gái sắc, cả hai đều rất giỏi, cả hai đều có địa vị xã hội, nhưng mà thực tế cái cảm xúc của họ dành cho nhau có thể không quá nhiều, rồi chuyện giường chiếu cũng không quá tốt đó, nhưng mà người ngoài nhìn vào là hai bạn thật là đẹp đôi. Chỉ có người trong cuộc mới biết là cái mối quan hệ này thực tế nó ra làm sao. Thì Kim Ngưu và Bảo Bình cũng kiểu như vậy, là một mối quan hệ mà nhìn ngoài thì đẹp nhưng bên trong thì chưa chắc. Rồi, thì đó là phần phân tích mộc Kim Ngưu tương hợp với ba cung nhóm khí. Ok, mình xin phép được dừng nội dung radio ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh, cũng như là tìm hiểu về gói vận hạn năm 2023 bằng cách liên hệ với mình qua các fanpage nhé. Bye bye các bạn.